Con xin chào ông bà cô bác, ông bà cô bác có phải không? Móc vô chiếc xe, kéo đi. Ở đây mình đi làm xa, mình phải kéo cái này theo nè. Để mướn chỗ cái mình đặt cái này xuống. Tối mình về mình ngủ, sáng mình đi làm cho gần chỗ làm. Ở đây 100 km là mình phải ngủ lại, người ta không có cho về. Mình kéo cái này theo. Des fois ça marche pas, c'est peut-être ça aussi qui déconne. On y va, Céline. Allez, on part en vacances. Au revoir, ma chérie. Oh là là, laissez maman tout seul. Hôtel. Oui, đi 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 ra đây mà măng đi toilet. Định không đi theo, ở lại hái dâu. Serena nó năn nỉ hoài, sợ ở đây mình buồn phải đi theo nó hồi về hái tiếp. Là-bas, regarde la casse là-bas. T'as vu la casse? T'as vu la casse là-bas? Hein? Ça, c'est une casse de voiture. Là, c'est fermé maintenant. La casse, elle est là-bas. Une copine, il est plus fort là-bas. T'as vu les voitures, s'il y en a pas, de casse. Wow, bao nhiêu cái viên, bao nhiêu cánh đồng, cuối cùng cũng sắp tới rồi. Đi chắc tiếng mấy rồi, cũng xa lắm rồi đó. Je m'arrête encore. Et toi, qui vient là? La casse, elle est là. La casse. Bởi vậy đi làm xa và chạy xe cũng mệt lắm, tiếng máy á. Bởi người ta phải bắt ngủ lợi, không cho gì à. Sợ đi xa, tai nạn, đồ này kia. Regarde la casse. Cabriolet, voiture cabriolet. Gâteau. Này tới rồi nè. Tới vô đây mình mướn chỗ này nè, mình để ở trong đây. Từ đây tới chỗ làm chắc khoảng 20 phút. Il s'est barré, il revient pour 4 heures. Je pensais là jusqu'à 4 heures. Il m'a dit, le code, je l'ai, 77. Putain, elle passe là. Moi, j'en ai bien, c'est pas là-bas. Une tente. Une tente, la personne est blanche. Une tente. Il est dans quel niveau? À côté de la tente là-bas. Et la fille, elle est là-bas, elle, avec sa caravane là. Et le chemin là-bas, je sais pas si je peux passer moi droit. Hai ba tầng không có ngủ, ngủ tớp giống gì nè. Này kéo xe theo ngủ từ chỗ đây làm tháng mấy lần đêm chiếc xe này ngủ hơi im lưng hơn. Mấy cái tớp nó đào lưng như cuốn. Cuốn đi phải cuốn đồ nó bất tiện. Et elle est là, avec ses fleurs. Personne aujourd'hui, il dort. Đây. Ngày thứ bảy nè, người ta đi hết. Bảy người ta đi về hết. Quá chừng gần. C'est pas poussette. Pourquoi ăn măng dê quoi, pas poussette. Non, non, đi đây, đi vô magasin, mình mua pan, ở phê, mình mua jambon, mình mét giờ đông. C'est pareil, c'est pas poussette. Oui, bah moi, j'ai bien envie de manger du museau. On a des fourchettes là-dedans. Oui, dedans la caravane. Non, il y a des fourchettes dedans la caravane. Nó mướn mướn phỉnh đất này nè. Ở đây rẻ 16 euro một ngày. 16 đồng. Bên kia. Nó cũng rộng. Đây nè. Et on va la mettre comme ça, la porte comme ça. Ça, à droite comme ça.
T'abuses. Tu vas faire comment pour y en vite? Allez, allez, vas-y. Je réponds. Bah. Prends là-bas. Attends, mais... Voilà, voilà, on est dedans un trou maintenant, bah voilà. Mét đồ đi bà. Mét đồ à, phải con tao bạc đi, tao bạc đi, không sao, tao mét tha về tu sơn, tao phải con món mét đồ, không sao. Ah bah c'est lui. Et l'autre fois, ils ont fait une soirée mousse, là. Tu gonds quand même. Et c'était le plus haut que toi, en plus. Bah ouais. Allez, on y va. Les WC, regarde. Et c'est grand le camping, là. Il va loin. Les WC, c'est là. Có đồ chơi của con nít à, có bi xin ba hay gì nữa kìa. Tiếp vô vòng vòng chừng bên kia một cái nhiều nó mua bị lầm nè, mua bị lầm. Lạnh rồi, cái cây nhiều nè, lạnh. Cái ở Pháp mình buồn buồn cái mình kéo qua cái này đi tới chỗ cái thành phố nào cũng có cái chỗ giống vậy nè, mình mướn. Mình mướn mình ở đây chừng một tuần xong cái mình đi tiếp. Đi chơi giống vậy cũng chơi giống vậy cũng thoải mái. Mỗi cái thành phố là nó có cái chỗ người ta thuê giống vậy nè. Mình không thích kéo cái này thì mình ở cái tớp mướn, mướn chỗ mình ngủ tớp. Đây có toilet, có nước nóng, nước lạnh, có điện. Bên kia lớn. Quá chừng chỗ. Có số hết. Chỗ có số. Này 59, 60. Cái nhà bằng gỗ. Nhà nhỏ gì ở đủ rồi, chìm bự. Có cái đàn để cái ghinh để lên. Có cửa sổ, có cửa. Quen cái nhà. Có cái vòng tre nè. Nhà dễ thương. Ở Pháp mình đi chơi vậy cũng tiện, mình ở một thành phố một tuần tuần mình đi giáp hết, xong rồi mình đi chỗ khác. 127 ở biển mà mướn cái này một tuần là cũng 1.000 euro. Đây rẻ hơn. Thường chỗ mấy cái cabin này nó yên lắm. Ta tới người ta nghỉ ngơi, nó không có ồn ào. Này thứ bảy chủ nhật nó vắng. Caravan nhỏ này chắc 2 người. Caravan petit petit de personnes. Caravan này là 4 người, nó bự thôi. Em này tốt mà, le cop, le kit, le xà là tốt phụ ghi à. Em này tốt xà. Et elle veut vendre, c'est pas combien cette caravane là? 1000 euros, elle m'a dit. Elle veut vendre à toi 2000. Elle m'a dit, je refais l'autre et celle-là, je la vends 1000 euros. Elle m'a dit, j'avoue. C'est ça, pour vendre toi, elle a donc tout phụ ghi à déjà. Elle fait quoi là? Et dans le WC. Bah non, l'autre là ici c'est pareil, là, je sais pas.
Et vive l'homme, moi, c'est peut-être. Xong rồi đi ra nữa, kiếm chỗ đi mua đồ ăn. Giờ 12 giờ mấy rồi. Rồi xong rồi đi về. Để cái cà nó vào. Thế? Mà về xong? Vì đi cà gồm được. Ouais, oula, hop! Ah, c'est où? T'as vu, vous coûtez cher? Putain, je suis loin là. Viens aider déjà ma. Ah, ça y est, on commence! Fais leur dire à tout ça, n'a pas peur. Comme ça, toi, tu surveilles? Je surveille. Du cimetière à côté. Ouais, si on va avec toi, on fait pas plus. Ah oui, le tarif, je sais plus combien. L'emplacement et tout, c'est cher. Non, c'est normal, c'est plus cher. C'est normal! C'est bagage, c'est tout. Tu payes plus cher. Personne en plus, tu payes. Peut-être 10 euros encore. Non, le tarif, c'était dehors. Regardez là, les toits, comment ils sont. Ouais, c'est bien. Mais c'est une bonne maison, en fait. Ouais, je comprends rien. Lande, Clermont-Ferrand, là. Lundi, je pars sur lundi, je vais venir là. Pont du château, là. Je vais à Pont du château. Bon du bon. Hein. Ça les bon vu hein, ici hein. Là, quand le cây xong nó đã có cái bụi tan. Cảnh đẹp. Ça c'est la montagne, tu veux venir là habiter? Hein? D'ailleurs, j'ai même pas mis de GPS hein, Céline, pour venir d'ailleurs, je connais maintenant. Hein? T'es habitué? J'ai habitué hein? Ouais, je connais là, j'habite là moi. Ça va? Cherche-toi, chez moi. Super U, là. C'est la première fois que tu viens là? Oui, ma gaja, ça, c'est une première fois voir le maître Super U, là. C'est quoi ça? Ouais, c'est pas la première fois.